Hay dầu em. Này là con dây thần thánh. 69 này đúng rồi. Hay dầu. Đấy bé vặn rộng như thế. Đây sao mới vặn là cái ốc nào nhìn mà quá. Rái ra. Cái điện thoại cũ đâu đéo cho tao. Cũ bán rồi. Bán à? Lại mấy triệu các bạn, đơn giản lắm. Đây các bạn xem này là thay dầu con dây thần thánh, con này đời bao nhiêu? Chắc đời hai được mấy nhỉ? Con này đời hai được mấy em? Đăng ký hai năm, chẳng biết là năm mình chắc nó là đồng độ 2.4, 2.5. Con này gầm cao, không cần phải nhân máy, lầm. Mất dầu, đổ thêm. Đây đây là con bộ rẻ các bạn. Không phải ra gara, ra đại lý nữa. Tiện thể xem cái lọc gió này hả? Đây nào bài ca này. Không dựng được. Cái này thay luôn cho bỏ lọc. Vài này không? Vài hộ ấy. Quên. Hay gì nữa? Lọc. Lọc dầu à? Lại giới thiệu các bạn con vải ớt uy trang cũng hay lọc, cũng hay lọc dầu. Lọc điều hòa cho bẩn chưa, thay phát cho nó mát mẻ. Con này lọc điều hòa không có à? Đây cổ nó không có à? Phang trực tiếp. À nó phang trực tiếp à? Camry không có. Thế sao vay ớt nó có. Thế là mấy con của ông ở đây bao nhiêu? Thế là với ông 2.5 của tôi ra nó bỏ hết rồi. Không có. Có ai mà nó mất giá? Chưa có. Hay là mất mẹ đâu mà? Mất thế nào được? Mất nó phải còn khoang rồi. Đây đây là hỏi. Dỗ cái con của Cường ấy có. Không có. Không có. Camry thế à? Camry đéo thế. Đây là sao mà phải là nọc dầu. Vẫn giống con lúc đấy à? Cùng loại đúng không? À con nọc dày nó chỗ này. Thank you.
trong có dầu hay lỏng không? Trong có dầu hay lỏng không? Chưa nó bọc bé, lấy lọc bé không? Con này nó bé hơn. Con này nó bé hơn. Tay con đặt hai. Vẫn giống còn bé hơn vậy. Đàn tách. Cần gì sai? Lắm là nhẹ nó tráng cho chú một lượt này. Tráng một lượt. Tính cẩn thận làm thế. Ừ, tráng một lượt, ngày xưa hay có kiểu tráng một lượt. Tính cẩn thận. Cái thời kỳ đầu thay cũng kiểu tráng. Ăn nhau ở cái đồng nghề này. Có đồ gì rồi, nhưng mà mẹ ông thấy ngày xưa nó lạc hậu đúng không? Đã mày nghĩ được cái trò này 2000 thì em bảo quay để anh em xem rồi sau tự thay nó phải đến ra ra chém, gặp mấy ông mới chém. Đây, trí của con lọc dầu của con dây thần thánh là tôi đấy. Một cái ra lắp vào một cái khác. Siết siết siết, con này chắc siết. Không siết được một cái nữa. Đồ nghề nhiều nó phải xinh, phải thể hiện đấy nhá. Đây, xem cái chủ của cái lọc dầu. Giờ anh ấy bật bít ốc được đấy các tè. Cho mẹ nó ốc này bác mười mấy 14 hay là 27 14 nhưng con này nó nên rồi, con này nó chế rồi. Cái thợ này mới có 25 năm nghề không ạ? 25 còn gì nữa, hay là hai mấy nhỉ, 23 nhỉ? Dũng làm bao nhiêu năm ở đây nhỉ ông nhỉ? Công tác nhỉ? 97 cơ à? 97 hôm nay 2019. Đấy nhau 16 năm. 97, 2017 9 năm à? 94, 95. Ờ, 95, 2015 đã là 20 năm rồi, hôm nay 2019 24, 25 năm rồi. Thâm Liên đấy nhỉ? 25 năm là một cửa hàng. Đây, đưa lấy sổ hưu rồi. Đây, ông bạn này nỗi khổ đấy. Ông Dũng là do lĩnh sổ hưu được không ạ? Mẹ từ 95 bây giờ, hưu thì sao? Rửa ấy. Rồi cho nó khô cái dầu chảy đi ngoài, bảo là mẹ nó chảy cái gì đi. Tức là rửa để nó khô, không nhớ nó chảy sao không nhỉ? Chủ xe lại bảo nó tự động làm mà nó lại dớp. Ông mẹo phết nhỉ, ông gara rồi đấy, mẹo.
cần rồi. Bán tí dầu đấy cho đỡ hàng. Mấy lít đây, con này của nó là 4 lít à? Đổ không hết, mang về để làm cái thiếu lại bổ sung. Ba lít hai đâu rồi? Con này đi hao dầu quá. Con này mà đi hết 5.000 cây là phải hết đúng 4 lít. Máy đỡ là 15-20 triệu. Tôi sẽ khác. Tốn, nhưng mà con này chạy tốn xăng không? Con này đấy thì khoảng 11 lít rồi. 1 lít. Nhưng mà điều hòa của dây hay phết đấy. Mát phết. Mình ngồi điều hòa dây mình còn thấy kết hơn. Nó cảm ơn nó có dàn lạnh đằng sau. Con này không có, con này chế. Cái dàn đằng sau là... Đằng sau là dàn chế. Con này có một dàn. Nguyên bản nó có một dàn. Nguyên bản một dàn á? Ừ. Xe tăng lăng hai dàn này. Nó tùy đời. À. Con này là bản này bằng ngày xưa bản taxi. À, bản thiếu. Bản thiếu. Chế lên cái dàn đằng sau ăn tốn xăng hơn. Đi dầu đâu? Rồi, đủ rồi. Thử rồi, mình đợi ép. Đổ bắt chuẩn ngay. Thợ lành nghề. Còn can. Cá lóc rau á. Rồi, sao? Năm phần nữa.